Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 47 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, 19 tháng 11 năm 1976, 19 tháng 11 năm 2023. Trải qua 47 năm hình thành phát triển, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn và tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Do đó, từ năm 2016 đến nay, Đài đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền đến công chúng. Camera kỹ thuật số chuẩn HD, hệ thống dựng hình phi tuyến tính, phim trường ảo công nghệ số, tổng khống chế trung tâm cho 4 kênh truyền hình chuẩn độ nét cao HD. Đó là những dự án số mà phòng kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã được trang bị. Từ năm 2016, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã dừng phát sóng truyền hình mặt đất theo kỹ thuật tương tự analog và chuyển sang phát sóng truyền hình mặt đất digital. Tiếp đó, từ năm 2017, Đài cũng thực hiện hàng loạt dự án đầu tư trang thiết bị nhằm số hóa khâu sản xuất chương trình. Từ khi mà Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai áp dụng chuyển đổi số thì bản thân tôi nhận thấy được rất là nhiều những lợi ích đến từ việc chuyển đổi số. Chẳng hạn như là có thể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhân lực cũng như là được nâng cao những cái hình ảnh, chất lượng những cái tin bài. Bản thân tôi là một phát thanh viên, một biên tập viên. Khi mà tham gia vào chuyển đổi số thì tôi cảm thấy là nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho cá nhân tôi. Chẳng hạn như là tôi có thể mang được những tin bài chính xác và kịp thời đến quý khán thính giả, cũng như là chất lượng hình ảnh được nâng cao hơn và có nhiều chương trình hấp dẫn và hay hơn để có thể cập nhật cho quý khán giả. Phòng kỹ thuật chương trình đã đầu tư hàng loạt dự án từ khâu sản xuất chương trình hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng. Do đó, nhờ việc chuyển đổi số này thì chất lượng phát sóng của đài đã được nâng lên, cải thiện, đạt chuẩn HD. Qua đó thì công việc của phòng được nhanh hơn, thuận lợi hơn, linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian thực hiện công việc. Chuyển đổi số đã giúp Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai có thể làm được nhiều hoạt động trước đây không thể làm được, hoặc nếu làm bằng cách truyền thống thì sẽ không khả thi do hạn chế về công nghệ cũng như là tốn kém rất nhiều chi phí về tài chính cũng như con người. Nhờ đầu tư hạ tầng số mà phát phóng viên, biên tập viên cũng như kỹ thuật viên dễ dàng tác nghiệp một cách chuyên nghiệp, cũng như vận hành trang thiết bị máy móc ngày càng thành thạo, hiệu quả hơn. Qua đó, chủ thể là quý khán thính giả xem các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ngày càng được xem chương trình chất lượng hơn, tốt hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn. Đến hiện tại, cơ sở vật chất từ khâu sản xuất chương trình đến khâu truyền dẫn phát sóng đã được số hóa 100%, hoàn thành cơ bản việc xây dựng hạ tầng số. Thông qua đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài dễ dàng tác nghiệp từ xa, cũng như sản xuất và phát sóng đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Đài đã đặt mục tiêu là 100% lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí trong thời gian tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường sản xuất chương trình số và đưa toàn bộ nội dung số do đài sản xuất lên các nền tảng số, ưu tiên các nền tảng số trong nước, tăng cường và ưu tiên sử dụng nền tảng phân tích cũng như là xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng dữ liệu lớn Big Data cũng như là trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hoạt động, đồng bộ kết nối liên thông với hệ thống hạ tầng sản xuất chương trình số đã đầu tư trước đó của đài, sản xuất và quản lý nội dung số theo các xu hướng của báo chí số. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chiến lược, kế hoạch và chương trình chuyển đổi số Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030, với mục tiêu chung là xây dựng đài theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.